Thống kê của Tổ chức Du lịch Thế giới, lượng khách du lịch tham gia các hình thức du lịch nông thôn và sinh thái chiếm khoảng 10% tổng lượng khách du lịch với doanh thu khoảng 30 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Mỗi năm, tỷ lệ khách du lịch nông thôn tăng từ 10 đến 30%. Việt Nam cũng nằm trong xu thế ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước lựa chọn điểm đến là nông thôn để trải nghiệm. Ở nước ta, có 3 hình thức du lịch nông thôn là du lịch cộng đồng, du lịch canh nông và du lịch sinh thái. Cả nước có khoảng 365 điểm du lịch nông thôn ở 37 tỉnh, thành phố và hơn 2.000 làng nghề truyền thống có tiềm năng phát triển về du lịch. Trong đó, 1.300 khu điểm du lịch do các địa phương quản lý có đến 70% là điểm du lịch ở khu vực nông thôn. Thực tế, tại nhiều địa phương ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Tây Nguyên, đồng bằng sông Cửu Long đã và đang làm rất tốt mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, tạo được việc làm cho nông dân, góp phần phát triển, làm thay đổi bộ mặt nhiều miền quê, đồng thời tiếp tục bảo tồn, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, bảo đảm an sinh xã hội. Điều này cho thấy du lịch nông thôn đang có vai trò quan trọng trong tổng thể ngành du lịch ở Việt Nam và có nhiều tiềm năng phát triển để trở thành một bộ phận không thể thiếu của ngành kinh tế mũi nhọn này. Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 thì du lịch cộng đồng được xem là một trong những loại hình du lịch chủ đạo và được khẳng định cần được đẩy mạnh. Và không chỉ tạo kinh tế bền vững cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi thì du lịch cộng đồng còn đánh thức sức sống tiềm tàng của nhiều tài nguyên du lịch. Và mô hình này thì cũng đã góp phần nâng cao ý thức xây dựng một môi trường văn hóa, cảnh quan văn minh sạch đẹp và đóng góp tích cực cho việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi. Và việc phát triển hoạt động du lịch này thì cũng nhận được nhiều sự quan tâm cũng như là sự hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia, bởi nó sẽ giúp cho người dân thoát nghèo và xây dựng nông thôn mới hiệu quả, bền vững. Và để cùng bàn luận chia sẻ về chủ đề này trong ngày hôm nay thì chúng tôi cũng được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời đến tham gia chương trình. Xin được trân trọng giới thiệu ông Tráng A Dương là Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội ạ. Xin chào. Và vị khách mời thứ hai đó là ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam. Thưa hai vị khách mời, trong cái tổng hợp đầu chương trình chúng ta vừa xem, có một cái số liệu thống kê được đưa ra, đấy là hiện tại thì nước ta sẽ có khoảng tầm 365 điểm du lịch nông thôn. Và thực tế đánh giá cho thấy thì cái lượng du khách mà tìm đến các cái điểm du lịch nông thôn hay là du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái thì ngày càng được tăng nhiều trong những năm qua, nhất là sau khi mà chúng ta trải qua cái đại dịch COVID-19. Vậy thì các khách mời đánh giá gì về cái xu hướng này cũng như là cái điểm du lịch canh nông, du lịch cộng đồng mà đang phát triển ở Việt Nam? Trước tiên thì xin mời ý kiến của ông Vũ Thế Bình. Du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch hết sức quan trọng, đặc biệt đối với Việt Nam. Cho nên là ngay cả trong luật du lịch năm 2005 cũng như là luật du lịch 2017 vừa rồi thì du lịch cộng đồng có cả một cái điều bàn về du lịch cộng đồng. Bởi vì du lịch cộng đồng là cái du lịch mà người ta phát huy được cái giá trị của cái nông thôn Việt Nam, của những người dân Việt Nam và mục tiêu là góp phần vào xóa đói giảm nghèo, chuyển đổi cái cơ cấu lao động trong lĩnh vực nông thôn. Nó rất là quan trọng, nhưng mà nó lại đảm bảo được cái văn hóa, mình giới thiệu được văn hóa của người Việt Nam đến với cộng đồng du lịch ở trên thế giới. Thế cho nên du lịch cộng đồng luôn được ưu tiên để phát triển. Thế và vừa qua thì chính phủ lại có những cái chủ trương mạnh hơn nữa, đó là phát triển du lịch nông nghiệp và nông thôn. Ở đấy chúng ta trong đó nó bao gồm cả cộng đồng ở trong đấy nữa. Thế sau khi đại dịch Covid ấy, thì du lịch nó có những cái thay đổi. Trong đó một số du lịch thì được phát triển rất mạnh, trong đó có du lịch cộng đồng. Du lịch cộng đồng, du lịch thể thao, du lịch chăm sóc sức khỏe, vân vân. Du lịch hội nghị, đấy, du lịch mai đấy. Thế là những cái loại hình du lịch phát triển mạnh mẽ sau Covid. Thế như thế chúng ta thấy rất rõ là du lịch cộng đồng nó sống cả trước Covid và kể cả sau Covid nó phát triển. Cho nên chúng tôi rất là vui mừng khi mà chính phủ đã có những cái chủ trương mạnh mẽ và phát triển du lịch nông thôn và nông nghiệp. Thế thì chúng tôi tin rằng với sự ủng hộ của các cấp, các ngành, sự hưởng ứng của cộng đồng nhân dân, thì chắc là du lịch cộng đồng sẽ phát triển rất mạnh mẽ, trở thành một bộ phận quan trọng của du lịch Việt Nam. Vâng ạ, thế còn đại biểu Tráng A Dương, ông đánh giá như thế nào về cái xu thế du lịch cộng đồng cũng như là cái số điểm du lịch cộng đồng mà đang rất là phát triển ở Việt Nam trong thời gian vừa qua? Trước hết thì tôi rất là đồng tình với ý kiến của anh Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hội Du lịch Việt Nam.
Tuy nhiên ý, thì để về phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, thì hiện nay thì đối với đồng bào dân tộc thiểu số thì cũng do cái nhận thức, đặc biệt là do cái địa bàn cư trú của đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay thì về phát triển du lịch cộng đồng tương đối là phát triển. Tuy nhiên ý, thì là chỉ manh nha ở mang tính chất là hộ gia đình nhỏ lẻ, chưa liên kết đối với các tổ chức cũng như là đặc biệt là các công ty lữ hành để thu hút khách du lịch, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Việc du lịch cộng đồng đối với đồng bào dân tộc số thì ngoài cái việc mà thu hút khách du lịch đến thì cái việc quan trọng nhất là việc vừa quảng bá thương hiệu sản phẩm cũng như là tạo điều kiện để cho đồng bào dân tộc thiểu số có tăng thêm thu nhập. Đặc biệt hơn nữa là cái việc mà giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số, từng dân tộc và từng mô hình cũng như là từng địa phương có mỗi nơi có một cái bản sắc riêng. Đây là cái nét đẹp của trong 53 dân tộc thiểu số và trong 54 dân tộc anh em của Việt Nam. Vâng, đại biểu Tráng Dương cũng vừa nhấn tới những cái nét đẹp, những cái đặc biệt trong cái của đồng bào dân tộc Việt Nam chúng ta, đấy là chúng ta rất là đa dạng về dân tộc, đa dạng về văn hóa, và nước ta thì cũng được đánh giá là có rất là nhiều điểm nhấn và những nhiều điểm đặc sắc để chúng ta có thể làm du lịch, nhất là du lịch ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số như là đại biểu Dương vừa chia sẻ đấy ạ, bởi cái sự đa dạng đó. Vậy thì cái tiềm năng phát triển du lịch ở những vùng này như thế nào ạ, thưa ông Vũ Thế Bình? Du lịch cộng đồng là một loại hình du lịch rất là đặc biệt, bởi vì nó gắn giữa tài nguyên thiên nhiên với tài nguyên văn hóa của mỗi một cái cộng đồng dân cư. Thế thì vấn đề phát triển du lịch cộng đồng là khai thác được những cái giá trị thiên nhiên mà trời đã ban cho những cái vùng đất đấy. Nhưng bên cạnh đấy, cái tài nguyên văn hóa lại vô cùng quan trọng. Khi mà ta khai thác được cái giá trị văn hóa, sự khác biệt của văn hóa của mỗi một cái cộng đồng với những cái nơi khác. Cho nên khi mà làm du lịch cộng đồng, nó phải hài hòa giữa cả cái thiên nhiên và cái văn hóa đấy. Cho nên cái khó của du lịch cộng đồng là làm sao để cho cái sự hòa nhập của cộng đồng dân cư, họ từ nhận thức được rằng họ có cái gì hay, cái gì đẹp và họ phải sống như thế nào để hấp dẫn đối với du khách. Họ mang tất cả những thứ đó ra để mà trở thành sản phẩm để tiếp đón du lịch. Thế thì cái khó hiện nay của chúng ta làm ấy, một mặt chúng ta phải nâng cao nhận thức của người dân để chuyển đổi cái nghề nông sang cái nghề làm dịch vụ du lịch. Cái thứ hai là phải có những cái điều kiện cần thiết tối thiểu để cho người khách du lịch có thể đến đấy với họ. Đó là những cái điều kiện như về vệ sinh môi trường, về ẩm thực hay là về chỗ ăn, chỗ nghỉ cho họ trong cái chừng mực mà họ có thể làm được. Chúng ta không đầu tư lớn, chúng ta chỉ dựa trên cái nền tảng họ đã có sẵn thôi. Nhưng mà nó phải đạt được một cái độ vệ sinh hay là văn hóa nhất định để tiếp đón họ. Thế vì thế cho nên tuy phát triển du lịch cộng đồng là dựa trên cái nền tảng có sẵn của người dân, nhưng mà phải được nâng lên thành ra là một cái sản phẩm đối với du lịch. Thì nó chỉ khó ở cái chỗ đấy. Tiềm năng du lịch ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số đúng không ạ, là rất là lớn, và cái vấn đề bây giờ là chúng ta sẽ khai thác nó như thế nào. Và thưa đại biểu Tráng Hà Dương ạ, cái quá trình công tác của ông cũng như là ông cũng đã gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao trong rất là nhiều năm qua. Vậy thì ông có thể đánh giá đâu là cái lợi thế để chúng ta có thể phát triển du lịch ở những vùng này, vừa là góp phần phát triển kinh tế cũng như là cả xây dựng nông thôn mới nữa? Có thể nói như này, với quan điểm của Đảng cũng như là của nhà nước khẳng định văn hóa các dân tộc thiểu số là một trong năm văn hóa của 54 dân tộc anh em. Việc phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thì trong thời gian qua thì được Đảng và nhà nước rất là quan tâm. Bởi lẽ tại sao? Bởi vì các dân tộc thiểu số là bộ phận quan trọng không thể tách rời đối với 54 dân tộc thiểu số. Thì theo tôi được biết thì hiện nay là đã có trên 90 cái lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hỗ trợ cùng địa phương để gây dựng và tạo điều kiện cho những cái dịch vụ du lịch cộng đồng cũng như là các văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Ví dụ như là cái lễ hội nhảy lửa của Hà Giang, hoặc là lễ hội xuống đồng của dân tộc Tày tại Cao Bằng và Bắc Cạn. Đặc biệt hơn nữa là trong thời gian qua là những cái văn hóa nét đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số được quảng bá rộng rãi trên thông tin đại chúng. Nhất là sau dịch Covid thì du lịch cộng đồng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số là gần như là một cái thương hiệu, cũng như gần như là một cái điểm đến của khách du lịch của Việt Nam, của khách du lịch quốc tế.
Tuy nhiên thì về phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, thì việc mà để có về chuyên môn, về chuyên môn và về thực hiện tốt đúng gọi là bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số thì trước hết cần phải có sự đào tạo và tập huấn đối với những con người cũng như là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, để khi người ta tham gia vào du lịch cộng đồng thì người ta biết cách và người ta thể hiện như thế nào để giữ gìn cái bản sắc văn hóa, cũng như là trau dồi kiến thức để cho bà con có thể là tuyên truyền đối với các khách du lịch cũng như là trong và ngoài nước hiểu rằng là đồng bào dân tộc thiểu số, nó bản sắc đồng bào dân tộc thiểu số của từng dân tộc nó khác nhau. Chính vì vậy cái việc mà bảo tồn văn hóa đối với các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số là rất quan trọng, mà đã có hẳn một cái chương trình lớn về bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số và miền núi trong thời gian qua. Đồng bào dân tộc thiểu số nhận được rất nhiều sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, và chúng ta có rất là nhiều chính sách để hỗ trợ, không chỉ là hỗ trợ về kinh tế xã hội bước đầu đâu, mà kể cả bây giờ là cả làm du lịch nữa, và từ du lịch cũng sẽ hỗ trợ phát triển kinh tế, đúng không ạ? Và thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy thì du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn văn hóa đặc trưng của địa phương thì đã đem lại hiệu quả tích cực bước đầu và được xác định là một nội dung quan trọng của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Và ngay trong các chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hay là việc xóa đói giảm nghèo bền vững, thì cũng đã dành nhiều nguồn lực để có thể thúc đẩy mô hình du lịch cộng đồng và tạo sinh kế cho người dân địa phương. Và tại nhiều địa phương trên cả nước thì cũng đã ghi nhận những kết quả tích cực khi lựa chọn phát triển du lịch cộng đồng. Nằm trên trục giao thông huyết mạch đông bắc của tỉnh Quảng Ninh, huyện miền núi Tiên Yên hiện có nhiều điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm như phố đi bộ Tiên Yên, chợ phiên vùng cao Hà Lâu, du lịch cộng đồng xã Đại Dực. Để Tiên Yên sớm là điểm sáng trên bản đồ du lịch Quảng Ninh, việc sớm định vị và xây dựng thương hiệu điểm đến, phân khúc thị trường và xây dựng những sản phẩm du lịch phù hợp cũng như có cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp lữ hành đến với Tiên Yên là vô cùng quan trọng. Về du lịch cộng đồng thì cũng mong muốn là nhà nước thì sẽ tiếp tục có những đầu tư thúc đẩy cho những cái khu du lịch sinh thái cũng như là du lịch cộng đồng mà hiện nay các khu vực là đang có xu hướng cũng như là tiềm năng để phát triển du lịch cộng đồng ở huyện Tiên Yên. Gắn với phát triển giữ được bảo tồn cái thiên nhiên, bảo vệ môi trường, thế là kết hợp với du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng, để kết nối cùng với các địa phương bạn để làm sao mà thu hút các khách du lịch. Theo Cục Du lịch Việt Nam, Quảng Ninh có rất nhiều tiềm năng về thiên nhiên, văn hóa để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng. Địa phương cần tập trung phát huy yếu tố văn hóa bản địa, xây dựng những sản phẩm du lịch cộng đồng độc đáo, đặc sắc như homestay, ẩm thực, sản phẩm ô cốp, hoạt động văn nghệ, thể thao văn hóa. Đồng thời chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch cộng đồng là bà con bản địa theo hướng chuyên nghiệp, gìn giữ bản sắc văn hóa, gìn giữ môi trường, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con. Còn tại Quảng Ngãi, du khách khi đến du lịch tại Sơn Mỹ không những được tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ mà còn được kết nối với người dân bản địa để trải nghiệm cuộc sống làng quê Sơn Mỹ. Việc phát triển du lịch cộng đồng, yêu trọng hòa bình Sơn Mỹ còn góp phần bảo tồn văn hóa, vừa phát huy các giá trị vốn có. Do đó, dù mới được thành lập, nhưng mô hình du lịch này đã đáp ứng nhu cầu du khách. Đến với nơi này thì thứ nhất là chúng ta được tìm hiểu về cái lịch sử ngày xưa của khu đất Sơn Mỹ. Cái thứ hai nữa là chúng ta được hòa quyện vào với thiên nhiên, chúng ta làm những công việc mà hàng ngày bà con nơi đây họ làm. Thứ ba nữa là chúng ta được thưởng thức những món ăn đậm bạc. Tôi đến đây cảm thấy rất là thú vị. Phát triển du lịch cộng đồng vừa là bảo tồn văn hóa, vừa phát huy các giá trị vốn có. Ngoài cảnh quan thiên nhiên và giá trị văn hóa bản địa khác biệt, trước tiên cần một cộng đồng đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ lợi ích. Để triển khai mô hình du lịch cộng đồng yêu chuộng hòa bình, người dân xóm Khê Thuận đã được hỗ trợ đi tham quan, học hỏi thực tế ở một số địa phương khác đã thực hiện thành công. Đồng thời, được tập huấn kỹ năng làm du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ để tạo ấn tượng tốt với du khách khi đến tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và con người nơi đây. Trước mắt là người dân ở đây là thân thiện này, rồi cái việc là làm ra những cái sản phẩm những ở đây, những cái cây làm về nông nghiệp ở đây để phục vụ du khách là nó tốt hơn. Thì bên cạnh là nói chung là rất là mong muốn là coi như có con nhà có nhiều đoàn khách nữa để cho bà con có thêm cái thu nhập và tổ cái cuộc sống nó tốt hơn. Các mô hình du lịch cộng đồng gắn với đặc trưng của từng địa phương đang góp phần quảng bá sâu rộng địa danh lịch sử, văn hóa, con người cũng như tiềm năng du lịch. Đây là hình thức du lịch đang nhận được nhiều sự đầu tư quan tâm những năm gần đây.
Vâng, thưa hai vị khách mời, chúng ta cũng vừa được theo dõi một cái số cái cách làm du lịch tại Quảng Ninh hay là tại Quảng Ngãi chẳng hạn. Vậy thì hai vị khách mời nhìn nhận gì về, đánh giá gì về cái cách làm du lịch cộng đồng hiện nay ạ? Trước tiên thì xin mời em Vũ Thế Bình. Việc làm du lịch cộng đồng ấy là nó gắn bó với từng cái địa phương một. Nhưng mà nó có những cái chung nhau trong cái loại du lịch này. Tại vì cái người thực hiện là người dân. Cho nên đầu tiên ấy là chúng ta là cái người dân phải hiểu được cái tầm quan trọng của cái việc là ta thay đổi cái cách sống, cái lối sống, lối canh tác của họ. Và thực chất ở đây chính là chuyển đổi nghề nghiệp của người nông dân đấy. Đang từ nông dân làm ruộng chuyển sang làm dịch vụ. Trên đấy nó làm một sự chuyển đổi rất lớn. Thế thì người dân bắt đầu phải được đào tạo, phải được tập huấn để cho họ quen dần. Bởi vì họ là người quản lý cái ngôi nhà của họ. Ngôi nhà đang là nơi ở của họ đã biến thành một cái homestay. Thế thì có người lạ đến ở thì họ chăm sóc như thế nào? Từ khu vệ sinh cho đến nơi vệ nhà đến chỗ ngủ, rồi chỗ ăn, chỗ ở, vân vân. Thế thì khi có người lạ thì câu chuyện nói chuyện với họ là cái gì? Thế thì có cái gì cho họ xem hay không? Vân vân. Thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta muốn chuyển một ngôi làng sang làm du lịch cộng đồng ấy, thì vấn đề phải đạt được cái sự đồng thuận của người dân là cái quan trọng nhất. Cái thứ hai thì làm du lịch nó phải có nghiệp vụ. Thế thì rõ ràng là họ phải được đào tạo thì ai dạy họ? Chính là doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm phải đến tập huấn cho họ, hướng dẫn cho họ, rồi là phải theo những cái quy định rất là chặt chẽ trong vấn đề du lịch. Bởi vì nói thì thôi, du lịch chúng ta là phục vụ cho con người mà. Thế thì tính mạng, tài sản của họ là phải được đảm bảo theo đúng luật pháp của quốc tế. Chính quyền địa phương phải vào cuộc, họ phải ủng hộ cho họ để làm. Thế thành ra là liên quan đến người dân này, liên quan đến doanh nghiệp và liên quan đến chính quyền địa phương. Cho nên tôi nghĩ rằng như những cái clip vừa rồi giới thiệu về hai cái địa phương này ấy, thì chúng ta hiểu rằng họ đang bắt đầu để làm cái việc đấy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nếu chúng ta phát triển một làng du lịch cộng đồng mà chúng ta làm theo đúng bài bản từ cái nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của từng cái làng một và tạo gợi ý cho người ta là cái định hướng phát triển theo cái hướng nào cũng là cộng đồng. Nhưng mà người thì đi vào trồng trọt, người thì đi vào chăn nuôi, người có thể đi dẫn vào trong rừng để khám phá rừng. Rất nhiều thứ tùy vào mỗi một cái điều kiện cụ thể thì phải có một cái đề án. Thứ hai là có sự cam kết của chính quyền và người dân và phải chọn ra được những cái doanh nghiệp. Mình phải yên tâm để giao cái doanh nghiệp ấy làm cái người đỡ đầu cho từng cái làng một thì chúng ta mới có được một kết thúc là một cái sản phẩm cuối cùng là cái làng đấy đã chuyển dần sang làm dịch vụ. Thực ra thì bên ngành du lịch chúng tôi đã làm cái việc này từ lâu lắm rồi và không phải chỗ nào cũng thành công. Và thậm chí các cái tổ chức quốc tế cũng đã hỗ trợ cho khá nhiều làng du lịch cộng đồng. Nhưng mà khi dự án rút đi thì cái làng lại quay trở về việc cũ. Cho nên cái mà chúng ta cần phải bàn để mà triển khai một cách nghiêm túc, thực hiện đúng theo cái chế độ, cái quy định của nhà nước là chuyển đổi, nâng cao đời sống cho người dân, chuyển đổi nghề nghiệp cho họ, biến cái vùng đất hẻo lánh đấy thành những cái nơi đáng sống, thì chúng ta phải làm việc một cách có rất là nghiêm túc. Ông Vũ Thế Bình thì cũng đã vừa chia sẻ một số những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta triển khai cái du lịch cộng đồng đúng không ạ? Kể cả ngay từ cái bước mà chúng ta chuyển đổi nghề cho người dân thôi, từ hoạt động làm nông chẳng hạn sang du lịch cộng đồng đã làm cái khó rồi, giữ được nó cũng là một cái khó của làm du lịch cộng đồng nữa. Vậy thì thưa ông Tráng Hà Dương ạ, ở nhiều địa phương thì cũng chia sẻ rằng là ngoài những cái khó khăn như ông Bình vừa chia sẻ thì còn có một việc ví dụ như là chúng ta thiếu vắng cái nguồn lực đủ mạnh để có thể thực hiện được các cái chiến lược quảng bá này, tiếp thị này, hay là thu hút du khách này, hay là việc chúng ta thiếu những cái sản phẩm du lịch đinh để thu hút du khách đến với cái địa bàn đó chứ không phải là tôi đến với chỗ khác, cũng là một trong những cái khó khăn hiện nay khiến cho du lịch cộng đồng chưa đạt được cái thành công như mong đợi. Vậy thì vì sao Việt Nam đang thiếu vắng những cái nguồn lực bền vững như vậy? Là quán triệt cái tinh thần tổ chức của Đảng cũng như là về thực tiễn thì cái việc mà Quốc hội đã thông qua nghị quyết 88, nghị quyết 120 về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 và 2030 thì đây là một chủ trương lớn cũng đã được đồng bào các dân tộc thiểu số đó đón nhận và rất vui mừng và phấn khởi. Tuy nhiên thì điều này cũng khẳng định là sự quan tâm đặc biệt của Đảng và nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thì chương trình mục tiêu quốc gia này thì là được cử tri cả nước là đánh giá cao. Trong tổng thể chương trình mục tiêu quốc gia
gồm 10 dự án, thì trong đó thì có 6 dự án, 6 là dự án để bảo tồn phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đây có thể nói là cái dự án được đồng bào quan tâm cũng như là đánh giá cao. Bởi sao? Vì sao? Vì trong thời gian qua, một số trong cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số, một số dân tộc thiểu số đã bị mai một cái bản sắc văn hóa dân tộc. Thậm chí có một số dân tộc còn không nói được tiếng mẹ đẻ của mình nữa. Thì đây chính là cái nhân tố để cũng như là để đánh giá các hiệu quả về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số. Thì năm 2023 thì Quốc hội đã giám sát tối cao về thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có cái chương trình mục tiêu quốc gia theo nghị quyết 120. Thì phải nói rằng là đối với dự án 6 thì cái việc giải ngân vốn đối với các địa phương cũng như là bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc cũng như là sưu tầm các nhạc cụ của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là phục dựng lại cái trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số. Nói rằng cái việc này là rất là khó. Bởi vì tại sao? Bởi vì những người mà biết được các nhạc cụ của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là các nét văn hóa được in trên các trang phục của đồng bào dân tộc thiểu số thì hầu như là người ta đã không còn nữa. Chính vì vậy thì để bảo tồn những cái gì mà còn lại, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số chúng ta, là đồng bào dân tộc thiểu số nó sống xen kẽ, không sống tập trung mà sống xen kẽ giữa dân tộc này và dân tộc khác. Chính vì vậy có một số dân tộc với số nhóm người ít hơn, người ta sẽ bị đồng hóa đối với dân tộc khác có nhiều dân số hơn ở tại địa bàn khu vực đó. Chính vì vậy việc bảo tồn phát huy phát triển dân tộc thiểu số trong chương trình mục tiêu quốc gia ấy, là một chủ trương lớn. Tuy nhiên việc giải ngân ở mỗi một giai đoạn và mỗi thời điểm thì có sự là khác nhau. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái việc mà tìm tòi các nghệ nhân để phục dựng lại những văn hóa, nét văn hóa nét và phong tục tập quán cũng như là nét văn hóa của đồng bào dân tộc thì rất là khó và tốn kém. Cái việc này thì đôi khi là kinh phí không thể giải quyết được, mà cần phải có sự tin tưởng cũng như là có cái sự miệt mài đối với các cán bộ mà đi tìm những cái con người mà còn giữ lại được cái nét văn hóa của truyền thống đồng bào, thì đây mới là cái phục dựng lại được cái bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số. Từ đó thì việc phát triển du lịch cộng đồng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số sẽ bền vững và sẽ chắc chắn, cũng như là để cùng góp phần phát triển đất nước càng ngày càng phát triển hơn. Đối với đồng bào dân tộc thiểu số, việc phát triển du lịch cộng đồng là một vấn đề là tương đối là mới mẻ. Nên chính như vậy, theo quan điểm của tôi, để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc theo nghị quyết 88 thì việc đầu tiên chúng ta là cần phải giữ và tìm tòi những cái nghệ nhân người ta còn sống để học hỏi và đề nghị các nghệ nhân đó là truyền đạt lại cho chính con cháu họ chứ không phải dân tộc khác. Bởi lẽ những tiếng nói chữ viết mà bản sắc văn hóa dân tộc người ta mất đi thì gần như là dân tộc đó sẽ mai một và không còn đúng cái bản sắc của dân tộc đó nữa. Nguồn lực cũng sẽ là một cái vấn đề rất là quan trọng, đúng không ạ? Nhưng mà bên cạnh đấy thì cái việc mà chúng ta phải gìn giữ cái bản sắc từ tự thân chính những cái người dân, chính những cái đồng bào dân tộc thiểu số cũng là một trong những yếu tố quan trọng để chúng ta có thể tháo gỡ những cái khó khăn hiện nay trong quá trình mà phát triển du lịch cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, các chương trình mục tiêu quốc gia thì được xem là đòn bẩy quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, và bộ mặt nông thôn, cuộc sống của người dân có thực sự đổi thay hay không chính là ở các chính sách hỗ trợ này. Chúng tôi cũng sẽ gửi tới quý vị một câu chuyện ở Hà Giang. Tại một số nơi thì người dân cũng đã và đang sử dụng hiệu quả các trợ lực từ các chương trình với những cách làm rất hay. Và từ những chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, và những năm qua thì chính quyền địa phương cũng như là người dân đã đồng lòng để xây dựng những mô hình du lịch cộng đồng, vừa để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập, cũng vừa góp phần bảo tồn và phát huy hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số. 5 năm. Nhờ nghị quyết số 35 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chị Lý Thị Liềm được hỗ trợ vốn để mở nhà nghỉ mang màu sắc bản địa homestay và được hướng dẫn làm du lịch cộng đồng. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo với nguồn thu nhập ổn định từ du khách. Trước thì nhà em toàn làm nông thôi, nhưng mà từ cái lúc kiểu mà có mấy nhà làm du lịch với cả có du khách đến đây để chơi ấy, thì em kiểu mà người ta đến đây mà không có chỗ để ăn ngủ nghỉ lại thì người ta lại đi thì nó hơi lãng phí, với cả mình cũng có cái bản sắc dân tộc của mình ấy. Thì em nghĩ là cho khách ở đây để trải nghiệm,
với các dân tộc thì họ biết đến cái bản sắc của mình, thì đó là một hẳn là một điều rất là tuyệt vời khi khách đến đây. Thôn Lô Lô Chải, từ một thôn thuần nông, các chương trình mục tiêu quốc gia đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo ở đây từ hơn 80% xuống chỉ còn gần 10%. Khi Quốc hội đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù cho các chương trình mục tiêu quốc gia, bà con mong mỏi từ đây các chính sách sẽ được thiết kế linh hoạt, bền vững hơn và triển khai nhanh hơn. Quốc hội ra cái nghị quyết này rất là đúng đắn và đồng đoàn với lại từng địa phương. Nhưng mà rất là mong muốn là ở đây thì muốn là cái nghị quyết này khi vào cuộc sống của người dân ấy thì không phân biệt gì cho cái hộ nghèo nữa, chung hộ cận nghèo, mà tôi muốn là các hộ mấy thôn nghèo ấy thì Quốc hội cũng sẽ cố gắng là cho các cái hộ mấy thôn nghèo nữa hỗ trợ cho để các cái hộ đấy để thoát nghèo bền vững. Nhờ phát triển du lịch cộng đồng gắn với phát huy bản sắc của đồng bào dân tộc thiểu số đã góp phần giúp kinh tế của 4 huyện cao nguyên đá của Hà Giang thay đổi rõ rệt, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Xu hướng đó là phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa của cộng đồng các cái dân tộc ở Hà Giang. Và kể từ khi mà chúng tôi xác định được cái mục tiêu phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa, lấy văn hóa để phát triển du lịch và lấy du lịch để bảo tồn các cái giá trị văn hóa, thì khách du lịch đã đến với Hà Giang và cũng đã đóng góp cho Hà Giang những cái ý kiến vô cùng quý giá trong cái công tác vừa bảo tồn văn hóa, vừa phát triển du lịch. Và điều đó cũng là động lực để cho Hà Giang thực hiện các cái chiến lược phát triển du lịch dựa trên bản sắc văn hóa trong thời gian tới. Với 16 làng du lịch cộng đồng hiện có, thời gian tới, với nhiều hỗ trợ mạnh mẽ từ những chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là nguồn lực từ dự án 6, chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có thể thấy rằng những quyết sách đúng đắn của Quốc hội, Chính phủ sẽ hỗ trợ rất lớn cho người dân tiếp tục phát huy giá trị văn hóa địa phương, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chúng ta kỳ vọng trong tương lai, đồng bào nơi đây tiếp tục phát huy hiệu quả văn hóa truyền thống, biến văn hóa thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, tạo sinh kế, nâng cao thu nhập theo hướng bền vững. Dạ vâng, thưa hai vị khách mời, chúng ta cũng vừa nhìn thấy rằng là cái việc mà đầu tư cái nguồn lực cho đồng bào dân tộc thiểu số họ phát triển du lịch thì cũng đã nhận được nhiều sự quan tâm trong thời gian vừa qua, và ngay cả trong ba cái chương trình mục tiêu quốc gia đấy ạ thì cũng đã rất là quan tâm và hỗ trợ cái điều này. Như câu chuyện Hà Giang chúng ta vừa xem thì Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đã ban hành cái nghị quyết để hỗ trợ vốn cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số để làm du lịch, tức là hỗ trợ riêng để cho họ làm du lịch. Vậy thì thưa đại biểu Tráng A Dương, ông đánh giá gì về cái sự quan tâm kịp thời này của Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng như là của Quốc hội? Đối với cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể nhìn nhận thấy là việc và phát triển du lịch cộng đồng, đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đối với Hà Giang thì rất được Thường vụ Tỉnh ủy cũng như là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang là rất là quan tâm về việc phát triển du lịch cộng đồng đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có những cái mô hình ở Hà Giang là làm rất tốt, cũng như là một số homestay cũng và du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm của Hà Giang. Đặc biệt là trong thời tỉnh Hà Giang đã có một nghị quyết là phát triển du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Có thể nói đây là cái điểm nhấn cũng như là quyết sách của tỉnh Hà Giang về việc bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với du lịch phát triển bền vững. Thêm vào đó thì dự án 6 của chương trình mục tiêu quốc gia cũng là nguồn lực để bổ sung hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số đối với các tỉnh miền núi và tỉnh Hà Giang nói riêng, về việc hỗ trợ nguồn lực để làm sao để đồng bào dân tộc thiểu số có nguồn lực phát triển dân tộc thiểu số, cũng như là đầu tư vào các nguồn lực để bảo vệ cũng như phát triển kinh tế xã hội thì gắn với du lịch bền vững. Bởi vì tôi nói như vậy tại sao? Bởi vì đồng bào thì thường thường là hay nói thật. Nếu mà Đảng và Nhà nước tin đồng bào thì đồng bào sẽ theo Đảng và Nhà nước đến cùng. Chính vì vậy, phát triển du lịch với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên vùng cao nguyên núi đá của tỉnh Hà Giang, thì cái việc này là sẽ tạo thuận lợi cho tăng thêm thu nhập cho đồng bào. Cái thứ hai là tăng thêm thu nhập cho chính địa phương đó. Tuy nhiên, để phát triển được như vậy thì cũng phải có quy hoạch cụ thể từng khu vực địa bàn, nơi nào làm du lịch cộng đồng, nơi nào là du lịch sinh thái, nơi nào là du lịch mạo hiểm. Thì chính từ đó trở đi thì
cái việc phát triển chuyên môn hóa về từng loại hình du lịch cộng đồng sẽ tốt hơn, và đặc biệt là được quảng, sẽ được từng địa, từng khu vực đó sẽ được quảng bá về các sản phẩm dịch vụ của tại địa phương đó, thì cái việc đó thì tôi nghĩ là sẽ là phát triển là bền vững, cũng như là việc hỗ trợ nguồn lực của địa phương và nguồn lực của trung ương thì mới có cái thành quả. Không thì cái việc hỗ trợ của trung ương và địa phương thì được một thời gian sau đó thì lại đâu vào đó, thì cái việc đó là sẽ không hiệu quả. Và chính tỏ là đã chứng minh rằng nghị quyết của Đảng và nhà nước cũng như là chủ trương của địa phương là cực kỳ là chính xác đối với thời buổi là công nghệ 4.0 hiện nay. Dạ vâng. Thế còn ông Vũ Thế Bình ạ, ông đánh giá gì về cái những cái nguồn lực và cái sự hỗ trợ rất là kịp thời trong cái việc ngay cả như là Quốc hội cũng đã ban hành cái nghị quyết để triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó có hỗ trợ cho việc phát triển du lịch ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi? Tôi nghĩ là chính sách của chính phủ và Quốc hội ban hành vừa rồi đấy là rất phù hợp với cái việc phát triển du lịch cộng đồng. Tại vì là người dân thì người ta ở những cái vùng đấy thì đều là dân nghèo. Tuy rằng họ có tài nguyên du lịch phong phú nhưng mà bản thân nguồn lực của chính người dân là không có. Thế rồi là hạ tầng mà đi vào những cái vùng đấy thì phần lớn là vẫn còn đang thiếu thốn. Cho nên cái sự hỗ trợ của nhà nước là rất cần thiết. Thế thì tôi nghĩ là vấn đề là cái hỗ trợ đó cần phải được cụ thể hóa ra bằng những cái tiêu chí cụ thể. Ở đây thì một số địa phương như Hà Giang đã có những cái chính sách, có những nghị quyết của Hội đồng Nhân dân cũng đã quy định tương đối đầy đủ. Và gần đây thì ở Việt Nam cũng có một vài tỉnh đưa ra những cái nghị quyết rất hay. Ví dụ như Bắc Giang chẳng hạn, vừa rồi cái nghị quyết 41 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ban hành rất chi tiết về cái chuyện hỗ trợ cho du lịch cộng đồng và sinh thái ở một số vùng. Ví dụ như một làng du lịch cộng đồng có thể hỗ trợ tới 8 tỷ một làng. Trong đó có những chi tiết cụ thể ra. Thì tôi nghĩ rằng là về phía nhà nước hoặc là từ trung ương hoặc là từ tỉnh cũng phải có ban hành những cái sự hỗ trợ cụ thể. Chúng ta không lạm dụng những cái quỹ ngân sách của nhà nước được, nhưng mà nhà nước làm những công việc nó rõ. Ví dụ như là đường vào, chẳng hạn hạ tầng chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ cho những người nghèo một phần ở trong cái quá trình tái tạo, sửa lại cái căn hộ của họ để phục vụ cho người khách chẳng hạn. Thì cái chuyện đó cách đây khoảng 10-15 năm thì nó hợp lý. Bây giờ thì chỉ những nơi nào khó khăn thì chúng ta mới hỗ trợ thôi. Nhưng mà có những nơi cảnh rất đẹp nhưng mà người dân quá nghèo thì mình bắt buộc phải hỗ trợ. Ví dụ như là làm cho mỗi một gia đình một cái toilet đủ tiêu chuẩn cho du khách ở mức độ thấp nhất có thể, hay là một số cái chăn chiếu giường màn vân vân. Thực ra thì mỗi một cái gia đình nó chỉ có khoảng vài chục triệu thôi là đã đầy đủ một cái hệ thống ấy rồi. Thì có những cái đề án cần phải đưa ra nó cụ thể để hỗ trợ cho người dân. Nhưng mà vấn đề này là khi người dân nhận tiền của nhà nước thì trách nhiệm của họ sẽ là cái gì? Phải ghi cụ thể ra, chứ không thì họ đi uống rượu hết thì còn chúng ta hỏng việc. Cho nên chúng tôi đề nghị là nhà nước cần hỗ trợ, nhưng hỗ trợ cụ thể, chặt chẽ để chúng ta đảm bảo là hỗ trợ thực sự cho người dân. Và người dân phải cam kết với nhà nước khi nhận hỗ trợ họ phải làm cho cái loại hình mà họ đăng ký bao nhiêu lâu. Thế rồi thứ ba nữa thì chúng tôi nghĩ rằng là về phía các cái doanh nghiệp du lịch ấy, thì chúng tôi cũng vận động họ để họ đồng hành cùng với người dân để thực hiện những công việc đấy. Thế còn nếu doanh nghiệp nào mà hỗ trợ được, thực chất là họ đầu tư vào cái làng đấy một cái phần nhất định, thì họ cũng có cái quyền lợi là chăm sóc người dân này, đưa khách đến này, và họ cũng phải có cái quyền của họ trong cái vấn đề trông nom cái làng đấy. Chứ bây giờ họ đầu tư xong thì khách ở đâu đâu họ kéo đến thì cuối cùng thì hỏng hết cả mọi việc. Cho nên vấn đề quan trọng là cái tính kỷ luật đấy rõ ràng, quy định nghiêm túc và phải có người giám sát để thực hiện đấy thì chắc chắn sẽ thành công. Và khi nhà người dân ấy họ đã được hưởng lợi từ cái hoạt động du lịch cộng đồng ấy, thì tôi tin rằng họ sẽ đi theo đến cùng cái công việc này. Ví dụ như là lần năm vừa rồi là một ví dụ đấy, họ được hưởng vì trước đây nhà nước cũng đã hỗ trợ cho họ từ cái sửa nhà cơ, trừ cái đào tạo ấy, rất nhiều chuyện. Để cái năm là một ví dụ, thì chúng tôi đã đi thăm rất nhiều làng rồi và tôi biết rằng những người dân khi người ta bắt đầu làm du lịch, người ta say mê du lịch, người ta sẽ không làm cái gì khác nữa đâu. Nhưng vấn đề phải đồng hành họ cho đến lúc họ hoàn toàn trưởng thành, tự làm được, thì lúc đó là thì cái đề án của nhà nước mới thực sự là thành công. Thế thì chúng tôi hy vọng rằng với cái sự vào cuộc của các cái cơ quan, ví dụ như Hội đồng Dân tộc chẳng hạn, rằng anh giám sát tất cả những cái hoạt động đó cho từ đầu đến cuối để kiểm soát cái chuyện ngân sách chi có phù hợp hay không. Thế rồi về phía Hiệp hội Du lịch, chúng tôi cũng sẵn sàng cam kết cái chuyện là đưa doanh nghiệp vào
để có thể đảm bảo để hỗ trợ trực tiếp cho người dân. Nhưng chúng tôi chỉ có thể cam kết khi việc lựa chọn đấy là hợp lý, là phù hợp, chứ không phải áp đặt thì doanh nghiệp họ sẽ lập tức họ sẽ không tham gia đâu. Thế thì chúng tôi tin rằng là sự cộng tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp với lại cộng đồng dân cư thì sẽ mang lại cái sự thành công nhanh nhất để có thể đẩy nhanh cái chuyện du lịch nông thôn và du lịch cộng đồng được đi vào thực tế nhanh nhất có thể. Vậy thì bên cạnh những cái đề xuất, những cái gợi ý, cái kiến nghị từ phía ông Vũ Thế Bình cũng là đại diện cho một cái hội du lịch cũng rất là gắn bó với hoạt động du lịch trong nhiều năm qua, thì đại biểu Tráng A Dư, ông có cái đề xuất hoặc là những cái kiến nghị như thế nào để có thể phát triển các cái sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với phát triển cả văn hóa của vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới ạ? Đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch thì cái việc đầu tiên trước hết ý, là cần phải bảo tồn phát huy giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại cái nơi mà phát triển du lịch cộng đồng. Cái thứ hai là để phát triển du lịch cộng đồng tốt ý, thì là cần phải đánh giá kỹ về để cho đồng bào phát huy hết cái nội tâm của mình, về cái hết phát huy hết cái bản sắc của mình, cũng như là phát huy hết những cái gì mà đồng bào sẵn có để phục vụ cho du lịch cộng đồng. Cái nội dung nữa là để bảo tồn phát huy các văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với du lịch cộng đồng cũng như là các sản phẩm mà đồng bào tạo ra. Tôi ví dụ như làng Giao Phúc Sen của Cao Bằng. Đây là một cái làng truyền thống của đồng bào dân tộc Tày. Tuy nhiên để cái làng Giao là sản xuất Giao đó mà phát triển quảng bá thương hiệu thì nó phải gắn với du lịch cộng đồng. Thì cái việc đó thì sẽ được bảo tồn ngay cái văn làng truyền thống cũng như là bản sắc văn dân tộc gắn với cộng đồng, gắn với du lịch cộng đồng. Tuy nhiên ý, là để mà phát triển và phát huy được cái tính tự giác của đồng bào thì cái việc này thì nó tương đối là khó, vì đồng bào dân tộc thiểu số nó hay có cái tính là tự ái và tự ti đấy. Thì cái việc mà phát huy như vậy thì ngoài các cán bộ quản lý, các cán bộ làm công tác văn hóa, làm đặc biệt là các công ty du lịch là cũng phải rất am hiểu về cái con người đồng bào dân tộc thiểu số cũng như là mảnh đất mà đã sinh ra đồng bào, người đồng bào dân tộc thiểu số, để giúp đỡ họ hiểu biết cũng như là tham khảo các nơi, các làng mà đã du lịch cộng đồng đã làm và đã phát triển, thì sau đó người ta quay trở lại chính mảnh đất quê hương của mình, người ta sẽ gây dựng phát triển du lịch cộng đồng gắn với những sản phẩm của đồng bào. Thì có thể nói là sản phẩm của đồng bào dân tộc thiểu số không phải là sản phẩm nào cũng là sản phẩm đạt tiêu chuẩn của chúng ta đưa ra, mà những sản phẩm đó là những cái nông cụ hàng ngày mà đồng bào người ta sản xuất ra. Tuy nhiên ở những cái giai đoạn trước thì nó là nông cụ sản xuất về nông nghiệp, nhưng ở giai đoạn này thì đã không phải là sản xuất về nông nghiệp mà là để làm thu hút khách du lịch và quảng bá những sản phẩm. Tôi cũng lấy một cái ví dụ rất là nhỏ nữa, ngay như ở Hà Giang, đồng bào dân tộc thiểu số ở trên tỉnh Hà Giang, đặc biệt là dân tộc Mông, thì thường thường người ta có những cái gùi đằng sau cũng giống như đồng bào Tây Nguyên. Thì những cái gùi đó bây giờ không, người ta không phải để là để làm gì cả. Ngày xưa cái gùi đó là người ta để thực phẩm, để thóc, để lúa, để ngô, để người ta gánh ra chợ bán. Bây giờ những cái gùi đó là cái sản phẩm du lịch của chính đồng bào làm ra, thì sản phẩm du lịch đó thì không mang một cái thương hiệu nào cả, mà chỉ là do đồng bào đó người ta tự mày mò ra đó là cái sản phẩm du lịch của chính đồng bào đó. Tôi nghĩ là như vậy. Dạ vâng, rõ ràng là để có thể phát triển được cái du lịch ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi thì không phải là chúng ta sẽ cứ đặt ra bàn một số những cái điểm, ví dụ như là vốn này là phải bao nhiêu này, doanh nghiệp hỗ trợ bao nhiêu, hay là người dân phải làm như thế nào. Và điều quan trọng là chúng ta phải thực hiện tổng lực tất cả những cái hoạt động đó, đúng không ạ? Thì phát triển du lịch cộng đồng mới có thể thay đổi được. Về mặt lý thuyết ấy là chúng ta cũng biết du lịch cộng đồng là cái gì rồi. Nhưng cái khó nhất của người Việt Nam đó là cái thực thi. Cái hành động ở Việt Nam chúng ta rất khó. Bởi vì chúng ta lâu nay là chúng ta không có một sự nhất quán trong hành động. Thành ra mỗi một ngành có thể có những suy nghĩ khác. Thậm chí ở mỗi một làng cũng có những tư duy khác nhau. Vì vậy chúng tôi muốn rằng là bất kể một cái chính sách gì của nhà nước đưa ra ấy, thì cái phần thực hiện ấy là phải viết rõ ràng, rành mạch và phải có người chịu trách nhiệm. Về một cái làng du lịch cộng đồng đó thì ta phải biết rằng là đến làng đấy gặp ai để mà bàn. Và việc bàn đấy khi nó thành văn bản rồi thì có thành cái nghị quyết để người dân thực hiện hay không.
Cái khó nhất của chúng ta là ta nói rất hay nhưng mà làm thì không thực hiện theo cái cam kết đấy. Cho nên là tôi nghĩ là du lịch cộng đồng sở dĩ có nhiều làng nó hỏng rất nhanh là vì nó không tạo thành một cái văn hóa cho người dân. Cho nên vậy khi mà chúng tôi thành lập một cái chi hội du lịch cộng đồng chẳng hạn, thì chúng tôi phải kiểm soát họ rất chặt. Rất nhiều người tự nhận mình là du lịch cộng đồng nhưng thực ra là không phải. Thế thì ai là người xác nhận cái việc đấy? Thế cho nên khi chúng ta thực hiện một cái đề án thì vẫn phải tìm ra một cái người chịu trách nhiệm. Ví dụ như chúng tôi nhé, chúng tôi có thể cam kết rằng doanh nghiệp đến đấy là doanh nghiệp đã được kiểm tra, nó là thành viên của chúng tôi chẳng hạn, thì chúng tôi có thể cam kết được. Chứ có những người, rất nhiều người tự xưng là chuyên gia du lịch mà thực ra chả biết gì du lịch cả. Và cuối cùng thì người dân người ta chỉ nghe nói chuyên gia du lịch, người ta mừng quá rồi, người ta đón tiếp, người ta phục vụ, và cuối cùng tốn kém tiền nong mà không đi đến đâu cả. Chỉ những ai thực sự yêu bà con, yêu cái nông thôn Việt Nam, rồi yêu cái văn hóa bản địa ấy, thì họ mới có trách nhiệm để có thể chuyển tải cái đó thành sản phẩm để nuôi người dân. Vì vậy mỗi một cái đề án khi phát triển du lịch cộng đồng ấy phải có đề án và phải có kiểm tra thực hiện và phải có kết quả sau một thời gian nhất định. Cho nên sự hỗ trợ của nhà nước chỉ có tính chất đỡ đầu thôi, ban đầu thôi, nhưng còn sau đó những cái đầu tư tiếp theo là của người dân. Vậy thì là phải làm đúng, phải gắn bó với người dân, phải có doanh nghiệp đồng hành với họ trong một thời gian dài thì mới có thể thành công được. Dạ vâng, rõ ràng là tiềm năng chúng ta đã có rồi. Điều quan trọng nhất là bây giờ chúng ta sẽ triển khai thực hiện như thế nào để làm thế nào phát huy được đúng cái lợi thế, đúng cái tiềm năng của nó, đúng không ạ? Đúng thế. Thưa quý vị và các bạn, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch là chủ trương đang được các địa phương quan tâm đẩy mạnh trong thời gian qua nhằm nâng cao đời sống cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và đây cũng là nội dung của dự án 6 thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và phối hợp với các bộ ngành địa phương liên quan để thực hiện, với một mục tiêu đó là khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ văn hóa, hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để có thể nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Và mới đây nhất thì việc nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù để thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia chính thức có hiệu lực từ ngày 18 tháng 1 năm 2024 cũng sẽ là chiếc chìa khóa quan trọng để giúp cho các địa phương có thêm động lực phát triển kinh tế, trong đó có phát triển du lịch cộng đồng gắn với giá trị văn hóa của địa phương. Và đến đây thì chương trình đối thoại chính sách của chúng tôi cũng xin được kết thúc. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.